Xin chào mọi người. Hôm nay bác sĩ Thi chia sẻ về các mốc tái khám sau sinh và các lợi ích của việc tái khám sau sinh với cả mẹ và bé nhé. Thời điểm sau xuất viện 2 tuần, mẹ và bé nên đến bệnh viện để bé thì được bác sĩ khám sức khỏe và đánh giá cái tình trạng rốn của bé. Riêng đối với mẹ thì trong 2 tuần đầu làm quen với con, mẹ sẽ gặp những cái rắc rối giống như là về bú sữa mẹ, về lo lắng, lo âu, trầm cảm chẳng hạn. Bác sĩ sẽ hỗ trợ mình những vấn đề liên quan cho con bú. Ngoài ra thì bác sĩ sẽ đánh giá xem sự lành vết thương. Đối với mẹ sanh mổ thì sẽ xem cái vết mổ đã lành chưa, hoặc là vết mai từng sinh môn lành tốt hay chưa. Ngoài ra bác sĩ sẽ cho cái chỉ định là siêu âm bụng để đánh giá tình trạng cái tứ dịch lồng tứ cung, sản dịch đã thoát hết chưa, để tránh những tình trạng mà sao sanh giống như nhiễm trùng hậu sản, viêm nội mạc tứ cung hoặc là bế sản dịch chẳng hạn. Bác Thi hẹn mọi người ở clip sau.